Trang tin Trung Quốc giật tít gây sốc về Thi Thanh Vân. Trang tin tức của Trung Quốc vừa bất ngờ đăng tải một bài viết nữ hoàng giai kéo Việt Nam. Vào ngày 10 tháng 10, một trang tin điện tử của Trung Quốc đã đăng tải một bài viết giới thiệu về nữ hoàng giao kéo Phi Thanh Vân của Việt Nam với tiêu đề gây chú ý: Sao nữ Việt Nam điên cuồng phẫu thuật thẩm mỹ, nguyện chết để làm đẹp. Theo đó, bài báo đã so sánh ngoại hình và cuộc sống của Phi Thanh Vân trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Nữ ca sĩ, diễn viên sau ca phẫu thuật rõ ràng sở hữu ngoại hình sexy và bắt mắt hơn hẳn. Do đó, cô cũng trở thành nhân vật hot và là đề tài bàn tán sôi nổi của cả cộng đồng mạng. Cũng theo trang điện tử này đánh giá, nếu nhận xét về mặt kinh tế, sự đầu tư về ngoại hình của Phi Thanh Vân là một sự đầu tư khôn ngoan. Ngoài ra, bài viết còn nhấn mạnh rằng việc phẫu thuật thẩm mỹ và thích thẩm mỹ để đẹp hơn là điều hoàn toàn bình thường, không có gì sai trái vì nó thuộc về quyền tự do của mọi người. Tháng 7 vừa qua, Phi Thanh Vân đã có cuộc đại phẫu thuật sửa lại toàn bộ cả 3 vòng cơ thể, trong đó bao gồm đặt túi ngực, hút mỡ bụng và nâng vòng 3 trở thành siêu bự. Đây là lần đập đi làm lại thứ 15 của nữ hoàng giao kéo với tham vọng trở thành siêu vòng 3 của Việt Nam. Đến nay, gần 3 tháng sau cuộc đại phẫu thuật cơ thể, Phi Thanh Vân đang sở hữu thân hình nóng bỏng và sexy, hút mắt người nhìn. Người đẹp cũng thường xuyên ăn mặc gợi cảm, thậm chí phản cảm để khoe hết những đường cong cơ thể. Phong cách ăn mặc quá kiệm vải của Phi Thanh Vân khiến cư dân mạng nổ ra nhiều ý kiến trái chiều. Mới đây nhất, Phi Thanh Vân đã xuất hiện trong live concert của ca sĩ Quang Hà tại Hà Nội với bộ cánh không thể gợi cảm hơn. Tuy nhiên, sự gợi cảm đó có phần phản cảm đã khiến cô nhận không ít gạch đá từ cộng đồng mạng. Hiện tại, Phi Thanh Vân sống với cậu con trai mới hơn được 1 tuổi sau khi ly hôn với chồng trẻ Bảo Duy hồi đầu năm. Phi Thanh Vân, Hà Hồ, Ngọc Trinh với những lần gặp sự cố trang phục. Dù được khen là có phong cách mặc đẹp, thời trang, nhưng Hồ Ngọc Hà, Phi Thanh Vân, Ngọc Trinh, Hồng Quế, Hà Anh, thậm chí là diva Hồng Nhung vẫn không tránh được đôi lần hớ hên lộ vòng một khoảng cảm. Chuyện các mỹ nhân của showbiz Việt luôn thể hiện đẳng cấp, phong cách ăn mặc, khoe vẻ quyến rũ sexy mỗi khi xuất hiện trước công chúng, luôn tạo được sự chú ý khán giả. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng không ít lần tránh khỏi hớ hên để lộ vòng một không nội y, khiến công chúng không ít lần đỏ mặt, ngại ngùng thay. Phi Thanh Vân nổi tiếng là mỹ nhân thích khoe thân thể, vẻ đẹp sexy của mình. Đặc biệt, kể từ khi đã trùng tu nhan sắc mới đây, Phi Thanh Vân càng tích cực khoe vòng 1 và vòng 3. Mới đây nhất trong một sự kiện, Phi Thanh Vân mặc bộ đồ đen từ đầu tới chân, nhưng điều khiến khán giả không thể không chú ý đó là cô không mặc nội y, khiến vòng 1 bị lộ ra, trông khá phản cảm. Cựu siêu mẫu Hà Anh là một trong những chân dài được đánh giá có body sexy gợi cảm nhất nhì làng mẫu. Cho dù giờ đây cô đã giải nghệ, không còn tham gia các quốc trong các sự kiện thời trang, thế nhưng Hà Anh vẫn giữ được số đo chuẩn 3 vòng, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Cô cũng là một trong những mỹ nhân có phong cách thời trang hở khá tạo vạo mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện. Thậm chí nhiều lần Hà Anh để lộ vòng 1 tự tin quá mức, gây nhức mắt cho người đối diện. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà là mỹ nhân được đánh giá có gu thẩm mỹ thời trang sành điệu, sang chảnh và chuẩn chỉ. Hiếm khi thấy được thông tin Hồ Ngọc Hà lộ hàng hay diện những trang phục phản cảm, tuy nhiên gần đây, Hồ Ngọc Hà cũng bị cuốn theo trào lưu, khoe cơ thể với những chiếc áo táo bạo không kém Phi Thanh Vân và Ngọc Trinh. Trong một sự kiện, Hồ Ngọc Hà diện chiếc váy màu hồng, hàng hiệu nổi bần bật, thế nhưng chiếc váy đã phản chủ khi lên hình rõ mồng 1 vòng 1 của cô. Ngọc Trinh là một trong những người đẹp không ít lần khoe vòng 1 không nội y. Dường như cô biết tận dụng những ưu điểm của mình để lộ hàng mà không thấy ngượng nghịu. Linh Miêu, nữ ca sĩ này cũng đã khiến khán giả rất bức xúc khi cố tình mặc hở bạo khoe vòng 1 không nội y. Thậm chí Linh Miêu không ngần ngại thả rong vòng 1 để chụp ảnh ở khu du lịch, chỗ có nhiều em nhỏ đang chơi đùa, khiến nhiều khán giả bức xúc, chỉ trích gay gắt hành động kém văn hóa của cô. Người mẫu Hồng Quế là mỹ nhân nhỏ tuổi nhưng cũng không kém cạnh các đàn chị, nhiều lần người mẫu Hồng Quế cũng để lộ vòng 1. Diva Hồng Nhung cũng không tránh khỏi những lần gặp sự cố khi diện chiếc váy thả rong vòng 1. Thanh Thảo khoe xế hộp 3 tỷ đồng vừa tậu, đại gia đây rồi.
Những hình ảnh về chiếc xe điện tỷ đắt giá của Thanh Thảo chia sẻ trên trang cá nhân ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Vào nghề gần được 20 năm, Thanh Thảo đã có một chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Việt. Không chỉ thành công trong sự nghiệp ca hát, giọng ca sinh năm 1977 từng sáng lập công ty riêng, tổ chức biểu diễn, quản lý ca sĩ và lăng xê thành công nhiều nghệ sĩ trẻ như Ngô Kiến Huy, Ngân Khánh. Mới đây trên trang cá nhân, Thanh Thảo khoe xe mới tậu kèm dòng trạng thái mừng em về đội của chị. Qua đây nhiều người gửi lời chúc mừng đến nữ ca sĩ và khéo đề cập chuyện khao xe. Không khó để nhận ra chiếc xe mới sắm của Thanh Thảo đến từ một thương hiệu đắt tiền. Chiếc xe có màu đen cùng nội thất sang trọng, hiện đại. Dòng xe này được bán tại Mỹ với giá khoảng hơn 3 tỷ đồng. Khi được nhập khẩu về Việt Nam, chiếc xe này có giá dao động 4 tỷ đồng. Nhờ lao động miệt mài và biết tích góp, người đẹp đã tự tay sắm sửa nhà cửa và xe hơi. Ở tuổi 40, cô không chỉ giữ được nhan sắc trẻ trung mà còn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với khối tài sản khổng lồ. Ngoài căn biệt thự nhà vườn ở California, Mỹ, Thanh Thảo còn sở hữu 3 căn nhà ở Việt Nam, trong đó một căn hộ cô thường xuyên lui tới khi về nước, một căn nhà được nữ ca sĩ dành tặng mẹ và các em, căn còn lại được người đẹp cho thuê. Về tình duyên, Thanh Thảo đang quen với bạn trai Việt Kiều, cả hai thường dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào trên trang cá nhân. Mặt nghi án hẹn hò, ST vô tư thể hiện tình cảm với Ninh Dương Lan Ngọc giữa sân bay. ST và Ninh Dương Lan Ngọc bị bắt gặp lưu luyến chia tay tại sân bay vào rạng sáng ngày 11 tháng 10. Mới đây, ST và Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi bị bắt gặp tình tứ tại sân bay. Được biết, rạng sáng ngày 11 tháng 10, Ninh Dương Lan Ngọc cùng Ngô Thanh Vân, Diễm My 9X và ekip sẽ đáp chuyến bay sang Busan, Hàn Quốc để tham gia liên hoan phim Busan năm 2017 khi bộ phim Cô Ba Sài Gòn có mặt trong hạng mục A Window to Asian Cinema, cánh cửa điện ảnh châu Á. Chính vì vậy, ST đã không ngại một mình ra sân bay để phụ giúp Ninh Dương Lan Ngọc và tiễn cô lên đường sang xứ sở Kim Chi. Kể từ sau khi hợp tác trong phim Tấm Cám Chuyện Chưa Kể, ST và Ninh Dương Lan Ngọc đang vướng nghi án hẹn hò do cả hai thường xuyên thể hiện tình cảm thân thiết trên mức bạn bè ở tất cả các sự kiện. Thậm chí trên trang cá nhân, ST và Ninh Dương Lan Ngọc cũng thoải mái thả tính nhau khiến người hâm mộ từ hoài nghi đến tin tưởng cặp đôi đang bí mật hẹn hò. Mặc dù đến hiện tại cả ST và Ninh Dương Lan Ngọc đều không đẳng định, cũng như chưa từng phủ nhận chuyện tình cảm, tuy nhiên những hình ảnh tình tứ của cặp đôi vẫn được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt. Rạng sáng ngày 11 tháng 10, ST một mình có mặt tại sân bay để tiễn Ninh Dương Lan Ngọc sang Hàn Quốc tham gia liên hoan phim Busan cùng ekip. Anh gặp Ninh Dương Lan Ngọc ở phía sảnh chờ tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai liên tục trò chuyện không ngớt và không rời nhau nửa bước khi làm thủ tục check-in. ST và Ninh Dương Lan Ngọc cũng thoải mái chụp hình chung. ST vô tư khoác vai Ninh Dương Lan Ngọc mà không sợ chịu chú ý của mọi người có mặt tại đây. Ninh Dương Lan Ngọc cũng quấn quýt ST không rời. Diễm My 9X cũng có mặt tại sân bay ngay sau đó không lâu để cùng Ninh Dương Lan Ngọc đã ngữ Ngô Thanh Vân và ekip sang Hàn Quốc. Ngô Thanh Vân tại sân bay để cùng ekip sang Hàn Quốc dự liên hoan phim Busan. Lâm Khánh Chi không ngại công khai chuyện thầm kín với bạn trai. Cuốn tự truyện lột xác mà cô mới phát hành, trong đó có những điều thầm kín nhất, đau khổ nhất và cũng hạnh phúc nhất, được người đẹp họ Lâm dốc gan ruột chia sẻ với người đọc. Thời gian gần đây, cái tên Lâm Khánh Chi bỗng nhiên được xuất hiện nhiều trên báo chí, cũng như trong dư luận. Nguyên do bởi cuốn tự truyện lột xác mà cô mới phát hành, trong đó có những điều thầm kín nhất, đau khổ nhất và cũng hạnh phúc nhất, được người đẹp họ Lâm dốc gan ruột chia sẻ với người đọc. Nhiều người đã có một cái nhìn đồng cảm với những khó khăn mà Lâm Khánh Chi đã phải trải qua trong quá khứ để có được một hiện tại vẹn toàn, hạnh phúc như bây giờ bên người chồng sắp cưới. Chia sẻ về quyết định chuyển giới của mình, Lâm Khánh Chi cho biết ban đầu ba mẹ cô rất cực lực phản đối chuyện này. Điều đó làm cô hết sức đau khổ, phải chuyển qua nước ngoài để sống riêng. Ngày xưa làm con trai, tôi cũng xa nhà đi hát nhiều lắm, từ tháng này sang tháng nọ nên cũng ít gần gũi gia đình. Tôi chưa bao giờ mở miệng nói là thương ba mẹ,
Tuy nhiên tôi thật sự rất thương ba mẹ tôi. Ba mẹ sợ tôi làm con gái không đẹp sẽ bị người ta dị nghị cười chê. Ba mẹ nói đúng, lúc đó tôi cũng lo, không biết sau này khi làm có đẹp không. Nhưng vì thích quá nên tôi quyết định làm luôn. Hiện tại sau khi mọi chuyện đã bỏ lại ở phía sau, với thân thể một cô gái hoàn chỉnh, quyến rũ, Lâm Khánh Chi gửi lời nhắn nhủ từ tâm khảm tới ba mẹ của cô. Nếu ba mẹ có xem được chương trình này, hãy nghe con tâm sự đôi lời. Từ xưa, con chưa bao giờ nói thương ba má, nhưng hôm nay con sẽ nói. Con rất thương ba má, con mang ơn ba má đã sinh ra con, giúp đỡ con trong lúc khó khăn rất nhiều. Ngày nào con cũng đốt nhang. Câu đầu tiên con nói là sẽ cầu nguyện cho ba má sống lâu trăm tuổi. Sau đó con mới cầu tới sự nghiệp của mình. Con mong ba má hiểu được tình thương của con dành cho hai người, không có gì có thể so sánh được. Con sợ nhất một ngày nào đó khi ba má mất sẽ không có người nào thương con như ba má thương con. Trải qua vô vàn những cuộc đời phẫu thuật để có được vóc dáng và hình hài của một người phụ nữ hoàn chỉnh. Không chỉ vậy, Lâm Khánh Chi còn trở nên xinh đẹp với gương mặt thanh tú, vóc dáng chuẩn mực và làn da mịn màng. Nhiều người đã dành cho cô cái biệt danh Mỹ Miều là công chúa. Sau những thử thách gian nan trước đây, hiện nay Lâm Khánh Chi đang thực sự hạnh phúc bên cạnh doanh nhân Trần Phi Hùng, sinh năm 1985, anh hết mực yêu thương cô. Được biết cả hai sẽ về chung vào một nhà vào tháng 11 sắp tới. Tự tin mình đã trở thành một người phụ nữ hoàn hảo 100%, Lâm Khánh Chi không ngần ngại chia sẻ chuyện giường chiếu của mình. Chuyển giới rồi, bộ phận sinh dục của tôi y chang phụ nữ. Tôi quan hệ bình thường như bao người phụ nữ khác. Con gái ra sao thì tôi như vậy, không khác gì. Tuy nhiên, việc đó cũng tùy theo sức khỏe của mỗi người. Người khỏe thì nhiều, người yếu ít đi, riêng tôi nói chung không yếu. Nếu tôi yếu thì chồng sẽ không yêu đâu, Lâm Khánh Chi tiết lộ.